chuyện yêu và hận không thể qua loa. Tiếng trống trận mãi vang vọng. Lời thề dùng sự tin tưởng lập nên, do ta gánh vác. Duyên phận này giống như một cây cầu. Hãy nhìn câu chuyện này chút đi. Đi khắp đất trời ta và người, cùng tháo súng chiến bào. Lại mơ giấc mơ về trường thành xa xôi. Sau khi thấy video của Tiêu và Kỳ Ca, ta nên ở hay chạy về giữ vợ đây? Kính gửi Mao lão sư, thần là thái tôn của đoàn chiết bách, còn tự biết trên vai mình đang gánh trách nhiệm nặng nề, cần phải chuyên tâm thi đấu lập được công danh để phát triển sư môn. 19 năm qua con luôn cố gắng học tập để không phụ sự tin tưởng của thầy và sư môn. Thiết nghĩ tấm lòng của con đối với Việt kịch như nào, chắc thầy cũng rõ. Nhưng thầy ơi, Tề gia rồi mới bình được thiên hạ. Con vừa mới đi có 2 ngày mà vợ con đã có danh hiệu thần cầu chiết bách. Fan còn gắn ghép new CP mới cho vợ của con. Con viết thư này kính xin thầy ân chuẩn, cho phép con thi lệ xong công 3 thì về. Con sợ nếu xui xui, các bạn fan hăn máu đẩy con đi đến công 6 hoặc xui hơn nữa là thành đoàn xong phải đi xô thêm 1 tháng. Vậy thì, lúc con về ao cá mà vợ con ngồi câu chắc rộng bao la như sông Hoàng Hà, con sợ tới lúc con quay trở về nhà thì đến cá trong ao của vợ. Con còn không làm được nữa chứ nói chi đến việc câu lại vợ của con. Thầy không biết đó thôi, từ lúc con mới lên máy bay đi Hồ Nam thì mỗi giây mỗi phút đều có fan nhắn gửi, đại ca đi bình an, cố gắng thi lâu nhất có thể, càng lâu càng tốt, chị dâu ở nhà đã có tụi em chăm sóc. Thầy ơi, tâm tịnh thì trí mới sáng, con đi thi mà lòng đầy bất an, con rất tin tưởng tình cảm của vợ dành cho con nhưng lòng ghen nó cứ dâng trào. Nếu thầy chấp nhận lời thỉnh cầu này của con, ngày về con nguyện cày ngày cày đêm làm việc để phát triển sư môn. Một ngày con có thể làm việc 20/24 tiếng nhưng chỉ xin 4 tiếng còn lại được ở gần vợ là được. Thần cầu chiết bách, ơi là thần cầu chiết bách, chờ tới lúc về xem ta xử nàng như nào. Trước khi đi đã dặn không được cười, không được thể hiện sự dễ thương ra ngoài, càng không được đăng mấy tấm hình quyến rũ. Vậy mà, giờ thì hay rồi, xem thử đi, mỗi ngày đều đăng như này. Như này. Như này. Như này. Còn có như này nữa, nàng định đẹp chết ai vậy? Thà thiết xin ân sư cho con được về sớm, lòng con giờ đang rối bời, đến gái đẹp ngay trước mắt, nhiều như mây mà con. Không còn có tâm trạng để ngắm nghía hay trao gẹo nữa rồi. Mong sớm nhận được hồi âm của người, người gửi, đứa trẻ nhớ vợ. Sau khi được về nhà, sau này anh sẽ không đi ra ngoài nữa đâu.